Chuyên mục Nông thôn mới kính chào bà con nông dân và các bạn. Chuyên mục tuần này mời bà con cùng tìm hiểu những thuận lợi, khó khăn và một số định hướng của ngành chức năng trong việc triển khai chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP khi xây dựng nông thôn mới tại các địa phương hiện nay. Bây giờ là nội dung chuyên mục, mời bà con cùng theo dõi. Thưa bà con và các bạn, để hỗ trợ các địa phương thực hiện có hiệu quả nhóm tiêu chí về kinh tế và tổ chức sản xuất trong xây dựng nông thôn mới, tỉnh Lâm Đồng đã có nhiều giải pháp hướng về cơ sở. Một trong số đó là việc khởi động chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP giai đoạn 2018-2020. Trong xây dựng nông thôn mới hiện nay, việc thực hiện có hiệu quả nhóm tiêu chí về kinh tế và tổ chức sản xuất đóng vai trò hết sức quan trọng. Bởi có tổ chức sản xuất khoa học mang lại thu nhập khả quan, thì người dân mới có điều kiện đóng góp công sức, tiền của và trí tuệ để cùng nhà nước xây dựng nông thôn mới hiệu quả dài lâu. Chính tầm quan trọng đó mà khi khởi động chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020, tỉnh Lâm Đồng đã đặt ra mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp nhằm phát triển kinh tế khu vực nông thôn, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống người dân. Theo đó, những sản phẩm có nguồn gốc từ địa phương, những sản phẩm đặc sản, đặc trưng, trên cơ sở khai thác lợi thế so sánh về điều kiện sinh thái, nguồn gốc gen, tri thức và công nghệ ở Lâm Đồng được ưu tiên hỗ trợ. Mình cảm thấy rằng cái chương trình này quảng bá nó ở một đẳng cấp cao hơn và được nhiều người biết đến hơn. Sau khi tham gia thì có nhiều người đến và người ta quan tâm tới sản phẩm này nhiều hơn. Đến nay, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã có hàng chục sản phẩm đăng ký tham gia chương trình Mỗi xã một sản phẩm. Trong đó có những sản phẩm đã được người tiêu dùng biết đến như quả măng cụt, sản phẩm lụa tơ tằm ở thành phố Bảo Lộc. Huyện Đức Trọng có sản phẩm từ quả phúc bồn tử, rau củ quả sấy theo công nghệ sấy thăng hoa. Huyện Đạo Ai và Đà Tẻ có sản phẩm từ quả sầu riêng, quả điều v.v. Thành phố Đà Lạt có trà cao atiso, hồng sấy gió theo công nghệ Nhật Bản, hồng sấy dẻo v.v. Tùy vào đặc thù của từng sản phẩm, các đơn vị đã tập trung triển khai các giải pháp tận dụng có hiệu quả những hỗ trợ từ chương trình Mỗi xã một sản phẩm này. Với kinh nghiệm là gần 10 năm trong hoạt động rang xay chế biến các mặt hàng nông sản, đặc biệt là cà phê của tỉnh Lâm Đồng và có sự liên kết với hơn 500 hộ nông dân tại địa phương, thì chúng tôi cho rằng là chương trình OCOP là một chương trình rất thiết thực và nó mang lại cái giá trị cho người bà con nông dân cũng như doanh nghiệp về việc đó là nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như tạo ra cái sự liên kết giữa các cái sản phẩm nông nghiệp hữu cơ của bà con nông dân đến với doanh nghiệp và đối với người đến tay của người tiêu dùng. Và ngoài ra, cái chương trình OCOP này nó còn có ý nghĩa rất đặc biệt trong việc tạo ra cái thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hữu cơ cho bà con nông dân rất là tốt. Giai đoạn 2018-2020, tỉnh Lâm Đồng dành trên 13 tỷ đồng để thực hiện chương trình Mỗi xã một sản phẩm. Trong đó, vốn ngân sách hỗ trợ 7,9 tỷ đồng, còn lại là vốn đối ứng của các đơn vị tham gia chương trình. Đây là sự tiếp sức cần thiết để các sản phẩm đặc trưng của địa phương tăng thêm nội lực, tạo chỗ đứng vững chắc hơn trên thị trường. Cái chương trình này, cái ý nghĩa của nó là nó sẽ đầu tư cho từ cái hộ sản xuất kinh doanh, các hợp tác xã, tổ hợp tác trang trại và kể cả là cái doanh nghiệp để mà phát triển các cái sản phẩm trong thời gian tới. Góc độ của Trung ương có yêu cầu hết giai đoạn 2020 thì đối với tỉnh chúng ta là phải phát triển 50 sản phẩm, cố gắng là phải đạt ít nhất là 5 sản phẩm đặc cấp quốc gia. Các cái nội dung hỗ trợ đều giao về cho Ủy ban Nhân dân các địa phương để thực hiện. Cấp tỉnh thì tập trung vào cái công tác tuyên truyền, xúc tiến thương mại cũng như là quảng bá các cái sản phẩm, cái nội dung hỗ trợ tùy thuộc vào cái độ đơn giản hay phức tạp hoặc là cái điều kiện sẵn có của cái sản phẩm. Theo như quy định đó, thì là một sản phẩm như thế là nhà nước sẽ hỗ trợ 50% và tối đa là khoảng 200 triệu đồng trên một sản phẩm. Với sự hợp sức của nhiều bên liên quan, chương trình Mỗi xã một sản phẩm chính là sự tiếp sức cần thiết để công cuộc xây dựng nông thôn mới ở Lâm Đồng ngày càng hiệu quả và đi vào chiều sâu.
Đây là một trong những yếu tố cần có để xây dựng một nền nông nghiệp tiên tiến hiện đại, đáp ứng được nhiều yêu cầu khắt khe của thị trường. Thưa bà con, ý nghĩa và mục tiêu chương trình mỗi xã một sản phẩm thì đã rõ. Tuy nhiên, qua thực tế triển khai, một số đề xuất đã được các địa phương và đơn vị tham gia chương trình nêu lên. Công ty cổ phần Thái Châu là doanh nghiệp được thành lập từ năm 2014, chuyên chế biến nhiều loại nông sản đặc trưng ở địa phương như cà phê, trà, mắc ca, v.v. Để có một lượng hàng ổn định, cung ứng cho thị trường trong và ngoài nước, đơn vị này đã liên kết với 500 nông hộ địa phương, tiêu thụ hàng chục tấn nông sản tươi mỗi ngày. Khi được chọn tham gia chương trình Mỗi xã một sản phẩm, bên cạnh việc lên kế hoạch kỹ càng, Thái Châu còn đặt ra nhiều kỳ vọng từ chương trình. Đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ như chúng tôi thì chúng tôi mong muốn đó là thông qua chương trình OCOB thì được sự hỗ trợ về vốn và ngoài ra thì hỗ trợ về kỹ thuật. Và thứ ba đó là tham gia các cái chương trình hỗ trợ cũng như các chương trình quảng bá xúc tiến để làm sao mở rộng thị trường cũng như là mở rộng cái sự liên kết. Chương trình Mỗi xã một sản phẩm chỉ mới được khởi động thời gian gần đây, nên theo nhiều doanh nghiệp và địa phương cần đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền. Ngoài nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước và nguồn vốn từ một số chương trình như khuyến công, xúc tiến thương mại, v.v., tỉnh Lâm Đồng cần có giải pháp liên doanh liên kết, kêu gọi các doanh nghiệp, các nhà đầu tư, đẩy mạnh các chuỗi giá trị sản phẩm để phát triển thương hiệu và thị trường. Nhân rộng và phát triển mô hình tiêu thụ nông sản và cung ứng vật tư nông nghiệp. Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp xây dựng và phát triển các siêu thị mini, chuỗi cửa hàng tiện ích để tiêu thụ nông sản an toàn. Phát triển ngoài cái quy mô ra còn phải có những cái thường xuyên để mà những cái công ty khác cũng vẫn có thể tiếp cận được, chứ không phải là nói là một sớm một chiều mà có thể là làm được cái này. Thì cái này phải cộng hưởng từ hai bên, thứ nhất là về những cái nhà sản xuất và thứ hai nữa là về cái quản lý của nhà nước. Chương trình OCOB này thì Hội Nông Dân cũng đã triển khai đến cho bà con, tuy nhiên là cái chương trình nó còn mới thì rất mong là các ngành các cấp sẽ cố gắng giúp đỡ để quảng bá các thương hiệu sản phẩm cho bà con, cung cấp thông tin để bà con nắm rõ hơn. Cái chương trình OCOB này đi đến với người dân cũng như các doanh nghiệp, các tổ hợp tác thì trước hết là chúng ta làm tốt cái công tác tuyên truyền để người dân biết được là cái chương trình này mang lại lợi ích gì cho người tham gia các chương trình này. Chẳng hạn như về những cái quyền lợi người ta tham gia được cái gì và những cái hành lang pháp lý của nhà nước thì sẽ giúp đỡ họ những cái nội dung gì. Đó là những kiến nghị chính đáng, xuất phát từ quá trình triển khai thực tế. Đáp ứng được những đòi hỏi đó, thì chương trình Mỗi xã một sản phẩm mới thực sự tiếp thêm lực cho nhiều sản phẩm đặc trưng ở địa phương phát triển, góp sức xây dựng nông thôn mới hiệu quả dài lâu. Thưa bà con nông dân và các bạn, thực tế triển khai chương trình Mỗi xã một sản phẩm đã nhận được rất nhiều sự quan tâm cũng như mong mỏi từ phía các đơn vị tham gia. Vậy giải pháp nào từ phía các ngành chức năng để có thể đáp ứng được những mong mỏi đó? Câu trả lời sẽ có trong phần trao đổi ngay sau đây. Thưa ông, trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, tỉnh Lâm Đồng sẽ triển khai những giải pháp nào để có thể hỗ trợ các đơn vị tham dự chương trình Mỗi xã một sản phẩm một cách hiệu quả hơn ạ? Tỉnh Lâm Đồng thì sẽ triển khai hỗ trợ một số cái nội dung, tức là để làm sao đó để công nhận khoảng 20 sản phẩm truyền thống của địa phương. Thì cái nhóm sản phẩm này thì chủ yếu là cái nhóm sản phẩm truyền thống. Ví dụ như sản phẩm atiso này, dâu tầm tơ này, rồi rau củ quả này, hoa này, rồi một số cái sản phẩm của các cái làng nghề truyền thống. Đó. Thì với những cái nội dung phê duyệt như vậy ấy, thì đến 2019 ấy, thì tỉnh Lâm Đồng được Trung ương lựa chọn là một trong 10 tỉnh thực hiện điểm cái chương trình này. Thì trên cơ sở đó thì chúng tôi có đề xuất thêm một cái chương trình thực hiện điểm với cái nguồn kinh phí thì cũng khoảng cỡ độ 10 tỷ. Trong đó thì cái kinh phí ngân sách địa phương thì khoảng 2 tỷ rưỡi. Và cái nội dung trong cái chương trình điểm này thì sẽ kế thừa cái chương trình trước thì sẽ công nhận thêm 30 sản phẩm nữa.
và tổ chức một số cái mô hình, ví dụ như là cái mô hình trưng bày sản phẩm và một số cái mô hình về cái hợp tác xã, cái doanh nghiệp để làm việc. Thì với những cái nội dung như vậy ấy, thì chúng tôi có cái hỗ trợ, thì cái chương trình hỗ trợ trong các cái chương trình này là hỗ trợ cái chứng nhận sản phẩm này, chương trình hỗ trợ về cái mẫu mã bao bì, chương trình hỗ trợ về cái xúc tiến thương mại đó. Và cái quy trình thì phải hướng dẫn chi tiết cho các cái tổ chức, các cái cơ sở, các cái hợp tác xã, các cái doanh nghiệp, từ cái khâu đăng ký sản phẩm đến hỗ trợ như thế nào đó, lập phương án sản xuất kinh doanh ra sao đó, rồi trên cơ sở đó rồi thành lập hội đồng chấm điểm và tổ chức cái xúc tiến thương mại sản phẩm. Thưa ông, bên cạnh sự tác động của ngành chức năng thì theo ông, bản thân các đơn vị cũng như địa phương cần phải làm gì để khi mà dự án mỗi xã một sản phẩm không còn triển khai thì bản thân những sản phẩm đó vẫn có thể có được chỗ đứng cũng như là có triển vọng phát triển trong tương lai ạ? Chương trình này là nó gắn với cái chương trình xây dựng nông thôn mới và một loạt các cái đề án về cái tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Thế thì chúng tôi cho rằng là ngoài cái sự hỗ trợ trực tiếp trong cái chương trình này thì ở đây nó phải lồng ghép gắn với cái chương trình hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, các cái chương trình về cái hỗ trợ phát triển hợp tác xã và một số cái chương trình về cái phát triển ngành nghề nông thôn. Cái việc mà triển khai những cái nội dung này thì cái điều đầu tiên là chúng ta phải khẳng định là ngoài cái hỗ trợ của nhà nước thì anh phải mang đến những cái chất lượng tiêu chuẩn an toàn thực phẩm là phải đảm bảo này, ví dụ như mẫu mã sản phẩm đấy, và cái câu chuyện về cái xúc tiến thương mại thì không phải là trong chương trình hỗ trợ này mà địa phương, các cái địa phương cấp huyện và cấp tỉnh sẽ phải triển khai tiếp tục trong cái thời gian tới. Cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia cùng với chương trình ạ. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Bà con và các bạn thân mến, chuyên mục Nông thôn mới xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của bà con và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt.